Chào các bạn quay lại chợ cá Bình Điền nha. Hôm nay mình đi ngang bờ cá đuối nè, thấy mình quay cho các bạn coi nha. Cá đuối nè, nó có cũng có mấy loại trong chợ này nè. Cá đuối này kêu là cá đuối nghệ nè. Cá đuối này nó ăn ngon lắm các bạn, ngon hơn cá đuối dơi. Cá đuối dơi ăn không ngon. Bảy cười lên bảy, con làm lên mạng bảy ơi. Đưa bảy lên chảnh luôn. Bảy con cá đuối này bà bán nhiêu bà bảy? Đuối đâu mỗi con 101 rồi. Đuối nào? Đuối này nè, trên nè, bự nè. 155. Cái nhỏ đó rẻ hơn không? Cái lớn này nè, cái đuối lớn này khoảng 3 kg nè là 155, 150. Và cá đuối nhỏ hơn con đó chừng 2 kg à. Con đó chừng 2 kg là giá 140 đó các bạn. Nhỏ hơn thì rẻ hơn mười mấy ngàn đó. À, cái đuối này các bạn mua, nếu mà không biết mua thì về sẽ bị hôi, bị khai, kêu bằng bị khai cái đuối, ăn không có được. Với lại làm các bạn nếu mà biết làm, lấy cái gan ở trong cái bụng đó, mổ bụng ra mình lấy cái gan, khi mà thịt mình cắt xong, cắt vừa ăn đó, cắt xong xuôi hết trơn ha, mình rửa sạch đi, mình bóp cái gan nó vô thịt cá đuối luôn. Bóp gan rồi mình nhồi lên như là mình đang ướp gia vị vậy đó. Rồi khi bóp xong rồi các bạn rửa lại nước sạch, rửa lại một lần nữa, chỉ bóp cái gan vô thôi nghe, chứ chưa nêm gia vị nha các bạn. Rồi khi mà mình bóp xong rồi đó, mình nhào trộn xong rồi để chút xíu đi. Cái gan đó là cũng như nó khử cái mùi tanh đó. Cái này là cái mẹo, có nhiều người không có biết rồi mua về cứ để vậy mà làm ăn là nó sẽ bị hơi có mùi khai. À, cái đuối này không phải ngày nào cũng có nha, lâu lâu nó mới có một lần, vô con nước nó mới có. Cái đuối này ở đâu rồi vậy? Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Ồ, cái đuối này Đà Nẵng gửi vô các bạn ơi, lưới tươi gói luôn. Đi mua cá đuối á, các bạn cứ vô rồi các bạn kêu người ta lựa giùm, mà hỏi con cá đuối này phải đuối nghệ không? Phải thì các bạn mua rồi kêu người ta lựa giùm con cá nào ngon á. Khi người ta mua người ta sẽ móc ngang đây nè, móc ngay con mắt nè, kêu móc ngay cái mang nè, người ta hửi, để hửi luôn, để lên mũi hửi luôn nha các bạn. Nếu mà khai là con đó là chắc cú sẽ bị khai, còn con nào không có mùi là rồi con đó là ngon. Nhưng mà người ta biết nha, mình vô mình nhiều khi mình bóc mình thấy ngại ngại, mình đưa lên lỗ mũi mình hửi nó ngại lắm. Thôi mình một số chia sẻ của mình về con cá đuối nha các bạn. Nè các bạn biết con cá này cái gì không? Nhìn về biết không? Cá chạch nè các bạn. Cá chạch này nhỏ không à? Chạch này mới về làm gì ăn, nó chiên cái là mất tiêu hết rồi. Bắt chảo sôi lên cái chắc nó mất tiêu hết rồi. Chạch này nhiêu hả? 140.000 ký. Thôi nhỏ mà có vỏ ha. Bắt không dính luôn á. Đây. Có con này. Con này chết queo bắt nó dính nè. 140.000 ký nha các bạn. À. Nhỏ nhỏ không à, nhỏ ngón tay mình nữa thấy không, nhỏ mà ngon. Ăn mấy đồ thiên nhiên này thì khỏi lo bệnh hoạn bạn, khỏi lo thức ăn thức uống gì hết á. Này con cá cơm sông á, kêu bạn cá cơm mỡ á các bạn, nguyên con vậy nó có 30.000 thôi nè. Rồi cắt đầu về thì nó mắc hơn, cắt đầu về ra 8-90 nè, có khi cả 100.000 luôn á. Cắt đầu này là một hai con lộn vô đây thôi, chứ người ta cắt cái lượng bụng này luôn nè. Đó, ta cắt cái lượng bụng này luôn. Mình bên mình cũng có bán cá cơm này nữa, nhưng mà lúc này hết mùa rồi. Cái này chỉ còn số ít thôi à, cá cơm này nó xấu à. Giá 30.000 thôi nè. Này xấu quá, nó bể bụng hết trơn rồi. Bên mình bán thì cá cơm cũng vẫn còn đẹp, không phải xấu như vậy. Bên này cái này là các mặt hàng bên giữa kế mình bán ở mấy trong đó các bạn.
này mình làm giá là làm giá thiệt cái giá của dựa nó bán. Cái lòng tông cắt đầu nè. Này lòng tông cá cơm lộn xộn luôn rồi. Lòng này thì cắt đầu nhưng mà cá sấu thì nó bán có 90 ngàn thôi. Có nguyên con, cá lòng tông nguyên con thì giá 85 ngàn à. Nên con cá này mà gọi nhưng mà nó xấu, xấu bây giờ tao bán rẻ. Nè, cái sặc nè, cái sặc này nhỏ hơn mà bụng nó không có trứng nè, giá 60 ngàn thôi nè. Hôm qua con cá sặc có trứng thì giá nó hôm qua nó nhiêu đó, 80-85 gì đó. Con này thì nhỏ mà trứng ít nên giá nó rẻ. Cái này là giá chợ, ở chỗ nào bán cá là cái sặc gần này thì cũng vậy, có một giá này thôi. Thì các bạn mua nhiều á trả rẻ hơn 2-3 ngàn. À, ví dụ như giấc sáng á, đi giấc sáng khoảng 5 giờ 6 giờ thì trả rẻ nhiều, người ta cũng bán nữa. Lúc đó là người ta bán vốn á. Vốn đang xả hết hàng, đang tối người ta lấy cá mới người ta bán. Thì lên dựa cá thu mình mua khúc cá thu về ăn nè, mà sẵn mình quay cho các bạn luôn nè. Cá thu này là cá thu đẹp nha. Con này 4-5 kg, 135 ngàn kg. À, các bạn muốn mua cắt khúc á, nhưng mình mua cắt khúc thì 180 ngàn, mình lấy khúc kế cái đầu nè, đuôi rồi nó nè. Các bạn muốn mua nào cũng được, chứ mua cái có sẵn nè. Đuôi này thì rẻ, đuôi này chắc 100 ngàn ký rồi, không có hỏi được, không có hỏi nhiều, mua con khúc rồi về ăn. Cá bớp nè, chỗ này cũng bán đầu cá bớp nè, đầu cá bớp thì nó có 50 ngàn ký thôi, chỗ nào cũng bán 50 ngàn hết. Cái đuôi nè. Ê, thường cái đuôi cá bớp bán nhiều. Đuôi cá bớp vậy hả? Ừ. Đuôi cá bớp nó bán 100. Đuôi mắc hơn đầu à? Đúng rồi. Đuôi cá bớp thì hiện 100 ngàn bạn. Cái đầu có 50 thôi, đuôi mắc hơn cái đầu. Đầu chắc xương không quá. À, cá thu nè. Cá cắt khúc nè. Đó, mình muốn lấy khúc nào thì tao lấy cho khúc đó. Tùy theo giá mỗi khúc nó khác nhau nha, chứ không phải khúc nào nó cũng giá vậy. Có cái đầu nữa, khúc đầu nữa. Đầu cá thu thì nó rẻ hơn nha, cũng cỡ đầu cá bớp. Chắc 60-70 ngàn ký. Nàng hai hôm nay cũng không có lên xuống gì các bạn, của giá cũng 62 ngàn nha. Này là cái nàng lỡ. Chợ thì nó đứng chợ rồi, nó cũng không hút chợ mà cũng không ế. Bên mình thì chủ yếu là bán mối nha. Nên giá nó vẫn 62 ngàn, còn người ta bán thì 63 ngàn luôn nha. Chả cá thì hôm nay mình vẫn giữ giá y cũ, 175 ngàn cho giá lẻ và 170 ngàn cho giá sỉ nha. Nhưng các bạn muốn mua về ăn á thì mình nạo kỹ hơn chút thì nó sẽ mắc hơn chút nữa nha. Còn ở này là mình nạo gọi là nạo xô, nạo nguyên miếng luôn á thì giá của nó là vậy. Hôm nay mình quay lại cái dựa mực cho các bạn coi phân biệt cái con mực nào ngon nào dở nha. Xì trứng không nè, con mực đỏ nè, thấy không các bạn, nhìn thấy nó đỏ que cái ngoài da không? À, khi gờ vô cái đầu nè muốn rụng luôn rồi đó. Mực xấu lại vậy nha, đi chợ nhớ để ý. Đó, mực của họ mình mua cho các bạn mua là cho mấy anh đó là không có bị sệ đâu, rồi da nó không có đỏ que gì đâu. Rồi mực lá nè, nhìn cái đầu nó muốn sức luôn á, là con mực nó xấu rồi. Này là như là lộ vạt rồi, nó rẻ lắm. Cái kia 200 mấy, chứ cái này chừng 100 mấy à, 120-130 gì á. Nè, mực lá đen nè, lá này lá cào, kêu bằng mực lá cào, mực Kiên Giang á. Đó là vậy nè, mực mới đó, mực mới mà đen thui thù lùi vậy đó, chứ không phải như mực Phú Quốc mình. Đây nè, mực ống nè, đổ que nè, thấy không đó. Thì cái này mình thẳng mình quay cho các bạn coi nè. Cái hàng này là giá
nhà hàng mực Phú Quốc Kiên Giang. Nó thường là con nó dày, bởi vậy nó thường là lên nó lột hết chứ nó không có để nguyên con nhà nó bán. À, nè cái này người ta thí dụ giờ này mình quay cũng 5 giờ mấy rồi, à, vợ này quen mới dám đứng quay vậy nè, chứ lại là tao đuổi đi mất tiêu rồi. Cái này là nếu mà người ta bán không được thì người ta đem vô người ta lột, ngày mai người ta bán theo con mực lá lột thì giá nó mắc hơn cá con mực này, vì nó thì lột ra thì nó sẽ mất hao hụt số ký. Nè con mực nang này cũng vậy nè, ra đây là mực nang vạt rồi nè. Này móc cái chành bạch nha luôn rồi, đã như hổm. À, mấy con mực vạt vạt này nè thì bạn ăn về ăn cũng được nhưng mà nó có mùi. À, mình mua mực thì mình tránh lựa mấy con mực mà mềm quá, không ăn những con mực mềm quá nha, giờ tay vô mềm quá coi mực này sẽ không được. Đi chỉ cho các bạn một số cái mẹo đi mua ở trong chợ. À, với lại trước tiên mình hỏi giá mực giá mắc thì mình ăn sẽ ngon, còn mà giá rẻ quá thì nó có vấn đề. Nhưng bạch tuộc nè, bạch tuộc vạt nè, nãy có bạch tuộc ngon mà ta bán hết trơn rồi. Quay vậy hồi có bị đốt phân lông không? Mò quá nè, bạch tuộc nè, bạn nó nằm xèo queo rồi nè. Cái này là người ta quậy rồi nữa đó, quậy là người ta sẽ bỏ muối với bỏ một ít tẩy, quậy cho nó cứng lên, nó săn lên. Nhưng mà con này nó hết ăn rồi, tôi nói cá không ăn muối cá ương á, con này nó hết ăn muối rồi, nó bị sình rồi. À, bán giá rẻ thì cái này cũng ăn được không có gì, nhưng mà ăn nó không có ngon. Không đó, như đầu mực đâu nè, cái này là như hàng thanh lý vậy đó, đem ra bán thì bán được nhiều bán. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn một số về cách mua mực trong chợ Bình Điền. Với lại các bạn nào muốn mua mực ngon mực Phú Quốc đi khoảng thời gian từ 11 giờ khuya tới 1 giờ khuya là giờ đó là mực Phú Quốc vô. Bạn cứ đi lúc nào mà giờ đó là vựa nào mà có mực đang đổ ra đó, mình vô mình hỏi mình mua đại đi. À, bạn nào gần ở đây á, không cần mua giùm cũng được. À, lại vô mua thì bạn thích người ta đang lựa đó, mình thích cái nào, à, người ta kêu giá thì cứ trả giá mua. Trong chợ này mực trả giá thì phải 20-30 ngàn ký à. 20-30 ngàn ký, tùy theo người ta bán, người ta dứt giá mình bao nhiêu thì mình cứ mua việc mua đại đi là không có lầm. Khi người ta dứt giá nha, chứ đừng có lúc mà người ta kêu giá. Rồi, clip mình giới thiệu về mực tới đây thôi nha các bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn vào clip ngày mai nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Khi xem clip các bạn nhớ bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật giá cả hàng ngày, một số mẹo vặt đi mua đồ trong chợ Bình Điền nha, để tránh mua hàng mà không ngon, với lại nhiều khi bị hớ giá nữa.